Cửa hàng Nhật Nông Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, số điện thoại 0988628901. Số điện thoại bên em có sử dụng Zalo nhé, bên em có ship toàn quốc mọi người. Hôm nay bên em lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một cây máy cưa xích hạng tầm trung nằm đứng. Thì đây là hàng của Echo GC351 nhé. Dòng này thì 35,2cc. Rất thích hợp cho những anh em nào sử dụng cắt gia đình làm nhà vườn nhé. Các chức năng bộ phận thì gồm có bộ giật trợ lực này, có núm bơm xăng phụ này, chốt e tự động và có thắng xích nha mọi người. Rồi, thắng xích vẫn còn hoạt động bình thường nhé. Thì dòng này thì nói về độ đẹp thì rất là đẹp nha mọi người. Dường như là Nhật quên xài đẹp 90% ha. Anh em nào sử dụng cắt gia đình rất là ok ha. Hàng hệ Echo, hàng đời mới nhé. Lam của em này được sử dụng lam 40cm, xích là xích chung 91 nha mọi người. Ốp lam của em này được sử dụng ốp lam 2 ốc vặn trực tiếp bằng khóa 13 nha. Đó, vặn trực tiếp bằng khóa 13 và tăng xích thì tăng trực tiếp tại cây lam nha. Các đầu rãnh lam mà chưa có bị dập đầu ấy, chưa bị tòe nha mọi người. Đó, bên phía mặt ốp lam cũng còn rất là mới, rất là sáng ha. Đó. Núm bơm xăng phụ nằm đây nhá. Chốt e đây ha, chốt e này là chốt e tự động này. Bóp ga sẽ tự động nhảy vào là gọi bóp là chốt e tự động ha mọi người. Công tắc đây. Đó, bên mặt phía hộp giật thì được có được thiết kế là bình nắp chứng được thiết kế bộ giật trợ lực nha mọi người. Đó, để sử dụng bộ giật trợ lực nhỏ giúp anh em giật nó giảm nhẹ hơn một chút ha so với các máy bình thường nhé. Thì bên cạnh hộp giật được thiết kế hai bình nắp chứa nguyên liệu, đằng sau là xăng pha chung với nhớt, còn đằng trước này là nhớt thả để nuôi lam xích nha mọi người. Mã số seri của máy Echo GC351, mã số seri 58002780, mắc in Japan nhé, hàng chuẩn của Nhật Bản nhé. Mặt lốc trước của máy thì độ đẹp còn rất là mới, khoang dưới này thì dính mạc cương một chút nha mọi người. Đó, và đặc biệt đời bô này được thiết kế màng bô giảm thanh nha. Bên trong cái bô này nó được thiết kế một màng lọc rất là to và bên ngoài nó có một miếng ống giảm thanh như này ha mọi người, nên là tiếng âm thanh phát ra khi anh em sử dụng là rất là ấm ha. Đó, nó không có bị rè ré ha. Và bên đặc biệt bên trong của dưới cái bộ phận nhúng này nó có sử dụng các bộ nhúng lò xo nha mọi người. Nó sử dụng các bộ phận nhúng lò xo nhé. Nên là khi anh em cắt đè mạnh vào cây ấy, thì nó sẽ có độ êm tay ha, chống rung tay tuyệt đối nha. Vâng, giờ em sẽ khởi động máy lên cho anh em nghe tiếng máy nhé. Công tắc đây nhé, đẩy xuống là tắt, đẩy lên là xài. Giá của em này là 3 triệu đồng tròn nha anh em. Đó. Anh em nào có nhu cầu sở hữu dòng máy cưa xích Echo GC351 này thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em. Số điện thoại của em là 0988628901 nhé. Số điện thoại có sử dụng Zalo nhé. Giá của em này là 3 triệu đồng tròn nhé. Anh em nào có nhu cầu liên hệ của em ha. Phương thức thanh toán quý khách hàng cọc trước 200.000 đồng bằng thẻ điện thoại Viettel. Thì phí vận chuyển của quý khách hàng là 100.000 đồng. Còn quý khách hàng cọc trước 500 qua đường tài khoản ngân hàng hoặc ra bưu điện, BM sẽ bao ship cho tất cả mọi người ha.